chào đón các bác đến với lại một siêu phẩm. Chắc không có cái đồng hồ nào cổ hơn chiếc đồng hồ này đâu bác ơi. Em Tuấn sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Sẽ quay chi tiết cho các bác. Được chưa? Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác để bác nắm chi tiết về chiếc đồng hồ này. Đấy. Tất cả em theo em được đánh giá và em theo em nhìn chi tiết này, tất cả những họa tiết này đều được làm bằng thủ công, đúc thủ công hết. Thủ công hết ạ. À? Nhìn này. Từng chi tiết luôn. Đấy. À, con này có chiều cao là 71 cm, chiều cao 71, trên 71 đấy. Nó chắc chắn trên 70. Rộng 41 và sâu là 15. Sâu là 15. 15. Đấy. À, giá ạ, báo luôn cho bác nhé. Mức giá là 16 triệu 800. Nhất Lộc Phát. Sau đây em sẽ cho gần cho bác nhìn chi tiết luôn này. Đây, đồng đúc từ phía dưới lên. Bác nhìn đồng đúc từ dưới lên ạ. À? Chưa? Dưới lên là thì lúc là tất cả đều đúc bằng đồng đúc hết, chiều cao trên 70 cm, nó tầm 71-72 đấy. Đấy, nó nhìn chưa đấy. Và em sẽ đi gần vào các họa tiết thì báo cáo các bác là những cái họa tiết này của họ nhé, những cái họa tiết này của họ là em để nguyên bản, chưa vệ sinh, chưa tẩy tiết cái gì cả. Có nhiều bác thì muốn tẩy để cho nó sạch cái, đây là những cái bụi bẩn này mình cạo này. Đấy, mình cạo mình thấy nó ra những cái bụi bẩn theo năm tháng. Và nó, bây giờ nó có những cái chất tẩy, mình chỉ dội vào thôi là nó sẽ tẩy những nước bẩn này ra. Nhưng mà bên em thì em cứ để nguyên, nguyên bản. Nó cổ kính như thế nào thì em để nguyên như thế. Và tất cả những chi tiết hoa văn này 100% được làm bằng thủ công, đúc tay hết, bằng tay hết. Em nghĩ là con này nó tuổi thọ nó quá nhiều năm. Và cái đặc biệt để nhìn thế này, có nhìn cái chữ họ ghi này, có nhìn cái chữ đây chưa? Em cũng không dịch nó là chữ gì nữa. Đây. Các bác nào đã có thâm niên về những dòng đồ cổ này thì bác tham khảo em nhé. Đây. Đấy. Cũng không thể đọc nổi, cũng không dịch được nó là cái gì nữa. Tất cả đều bằng đồng đúc hết ạ, đồng đúc hết ạ. Và đồng đúc đây là đồng đúc, đây là nó đúc theo kiểu và thủ công, có nghĩa là như ngày xưa là chắc là nặn những cái bức tượng này bằng hình đất chẳng hạn hay gì đấy, bằng cát, sau đó đúc thủ công hết. Đấy, đúc thủ công ngày xưa. Đây, như biểu tượng đây là nhìn đây là bông hoa này, bông hoa này. Tóm lại đây nhé. Tóm đi tóm lại là đây em cho ra như này, đây mới là đúng màu. Chứ cho sát quá các bác bảo ôn sao lại đồng mà lại màu trắng. Thấy chưa? Đấy. Chiều cao trên 70 cm, rất là nặng, cực kỳ nặng. Đây. Họa tiết em quay chi tiết lại họa tiết cho bác nhé, họa tiết từ trên nhé. Thì bác nhìn đây này, cái họa tiết này bác biết này là làm cái thời thủ công như thế nào. Đấy, ví dụ như là những cái điểm như này chẳng hạn, các bác muốn sáng ấy, bác vệ sinh thì nó sáng ngay, nhưng em không vệ sinh, cái đấy thì do nhu cầu sử dụng của từng người, bởi vì là cái chất tẩy rửa dung dịch cái tẩy rửa vệ sinh cái chi tiết hoặc là đồng này bây giờ rất là nhiều. Tóm lại là có người thích thì để nguyên, có người thì không thích thì bắt đầu mới tẩy thôi. Còn đây là nó theo năm tháng nó như vậy thì bên em cứ để nguyên như vậy. Tẩy bây giờ nó vàng chóe là các bác ạ. Ô hôm nay đây ạ. Họa tiết hai bên này thì các bác nhìn đây. Em cũng không hình dung là nó thiết kế họa tiết này theo, em để ra xa cho bác nhé. Để cho bác đỡ lóa. Em để ra xa cho bác đây nhìn này. Đây nó là họa tiết. Đây nhìn như kiểu là một con rồng. Đây.
tất cả đều là họa tiết hết. Đây. Mặt men đá luôn, số la mã. Mặt men đá số la mã. Đây nữa này, những bức tranh phong cảnh đồng quê. Những bức tranh phong cảnh đồng quê này, câu cá này, hồ này. Tất cả đều là những tranh ngày xưa hết nhé. Men ngày xưa, kể cả bên trong này. Tranh lồng. Bên này cũng vậy. À, ngôi nhà. Đây là những ngôi nhà này, em nghĩ là những ngôi nhà theo kiểu như này thì em nghĩ cái thời em còn bé tí là cửa chuồng. Con đồng hồ này chắc nó phải vài chục năm này. Đây này, chưa lau đấy, lau cái sạch luôn. Quá nhiều năm tuổi. Đồng đúc hết ạ, đồng đúc tất. Đồng đúc hết các bác nhé. Đấy, à lên cót đây, lên cót chính giữa. Được chưa? Đấy. Còn về phía sau đây ạ. Về phía sau của em nó đây. Tất cả đều nắp đồng hết. Có nghĩa là mình chưa lau đấy bác. Đây. Đồng nó theo năm tháng đấy. Này. Giờ nó thành đồng đỏ hay đồng đen như này. Đấy. Đấy các bác nhìn chưa? Nó thành đồng đỏ hay là đồng đen như đây. Đấy, được chưa? Đấy. Lên cốt này. Căng rồi. Cốt căng tay. Đấy. Ok chưa? Đấy. Những cỗ máy bác nhìn xem. Phải nói là đúng là đồ cổ. Đỉnh cao của đồ cổ. Đúng không? Này. Không thể nào cổ hơn được nữa đúng không? Không cổ nào hơn được nữa. Đấy, bên này hoa văn bên này như thế. Nhìn xem. Chạy bằng tóc đúng không? Như này là bằng cốt máy tóc đấy. Rồi đóng lại. Đây ạ, bên này cũng vậy. Tất cả xung quanh đây là cái hộp đá liền hết. Đồng hết. Em nó có mức giá 16 triệu 800 các bác nhé, 16 triệu 800. Chào các bác.